Đây chiếc ghe chúng mình đang chen qua chiếc ghe nổi nè. Đường này rất là hẹp luôn. À, đây quá thấm luôn. Quá giữ cái đông cát. Cái này rất rộng nha các bạn. Quá cạn. Này lên xịt luôn. Chặt cây lục được, đập bập luôn. Quá càng chặt cây. Đây chuẩn bị cập bến nha các bạn. Bạn bé sẵn dây nè. Nay anh Dũng tiếp tục đi với bạn bé luôn nè. Thank you.
Đây một xe mũi nữa, cạn luôn rồi. Lên tim. Về lại tí, về lại tí. Tới rồi nó bấm thổi nữa. Ok. Tại chỗ gì đó. Đây bạn bé lặn xuống mò sợi dây sùng chân nè. Đụng chưa bé? Đụng chưa? Buộc có cái phao đâu, không có cái phao à. Máy hơi mới dính. Mặt tiêu của phao mới khổ vậy đó. Nó có phao móc lên nè. Em Dũng lọc đầu ra phụ tiếp nè. Lộn chéo nghe nó mấy lừa chưa. Dở dở đầu cam lên được rồi nè. Rồi luôn ốc rồi mà. Rồi ốc đâu? Gòn mất tiền con rồi kìa. Đúng mẹ, bốn con ốc ở đây nè. Này chắc sao mà dặn ốc nữa. Con đâu? Trời ơi, nó có chích sao quá. Con đâu? Con đâu? Biểu được lấy cái này nè. Lấy mỏng gì ra đó lại. Lé giờ tao lấy đồng má, lấy con lớp tao tập đồng. Mất con hả? Tiêu con rồi. Mở ra ốc nhận lại. Tiêu con thiệt rồi. Thì tình mới đi có mấy ngày mày cây bé. Ôi trời, tao chết chứ mày bé ơi. Sáng này cậu kéo bê bê đê xong qua lấy. Ồ, giờ bắt tiêu mới con lấy cái miếng bị tít ra anh cắt luôn nè. Sợ mày à. Ừ, khổ chưa? Sợ nó hay vậy? Mắt gòn cái lô bu không? Vợ nằm chờ bài đó rồi, thôi qua. Qua cắn cặt thè. Gặp vợ, gặp vợ đó, ớn là không cho qua hả? Quá lu bu thiệt tình. Hai bạn này lu bu lụp chụp quá rồi. Mắt go không hay luôn. Giờ tới chỗ lấy vi tính ra gắt nè. Nước nè. Là có nước nè. Ừ, phải vô luôn. Lấy miếng giấy thà vô. Dạ. Ừ, để đó gõ mẹ nó chứ gì. Khổ cắt. Quá lập chập.
Rồi lần nữa khác. Lần nữa là tao đập đầu tao chết luôn. Rồi vô bụng đi. Mấy gài mấy miếng rồi? Mấy gài mấy miếng rồi? Mấy miếng là lần đầu hả? Lần đầu tiên. Cũng như là lần cuối cùng. Mấy miếng này là 2 miếng rồi. Miếng à. Kia là tại vì ngoại muốn mới không biết. Không có ngoại muốn được. Hiểu không? Đừng có vậy. Lính mới người ta không biết mà cự hoài không nổi. Quay gì đó, quay trọc của ông Bích Lộc. Thằng không hợp thì kệ ông nội người ta. Thấy không hợp rồi. Thằng bạn này không hợp rồi. Kệ tôi. Cố cán không à. Cố cán không kỳ bé. Ngon hơn. Cắt miếng gòn mà hai người vịn vậy đó. Đó. Bốn vậy đó. Nó vậy đó. Mất vịn rồi lại vậy vậy mới hạnh phúc. Rồi, tụt xuống luôn rồi cái luôn ha. Vô. Nhẹ hơn. Có nổi. Rồi đầu kéo vô gấp nè. Cô xà lan nữa ha Lộc. Ừ. Bây giờ tính gắn là mà chờ ghe lúa nè cho nó chen qua cái đi hả gắn. Để đầu cái dàm nè. Hai bạn nó đi chung nó giỡn nhau vậy đó. Rồi, rồi. Nào giờ muốn coi không? Bộ. Vậy đó. Đi chung giỡn tối ngày vậy đó. Đó. Đây ghe lúa bắt đầu ra nè. Rồi lọt rồi dư sức. Còn chó sủa. Rồi đạp tới đi cho bác ra đi. Chèn qua cái lái nó. Cho nó càng à. Nó sẽ khối luôn. Đạp đi, bê lái rồi đó. Anh Dũng đang lần tiếp quay rồi. Đây ghe cạo cách miếng lông quá luôn rồi. Để đi chứ ghe lúa kia chút nó ra nữa đó.
mà bơm nổi rồi chen dễ rồi, quá cạn khó chen. Nhông nhông tới thước đây chào, nhông hơi tới xíu nữa. Đây là đây, hai đứa nó nằm đi bơm luôn. Đây đã lên tới đầu ống nè, ngay trong cầu. Mày ta cắt lỗ quá, chừng lỗ luôn. Đây tiếp tục bơm vô cái hố cho cái đường dân sinh nha các bạn. Bơm vô cái hố này đừng múc dự trữ lên, đừng chở đi vô trong kia. Chở đi chỗ nào mà thiếu cát ít đó mình chở bằng xe, chứ không có bắt ống bơm nữa. Chở bằng xe. Quá mạnh kìa anh Dũng, chạy quá dữ. Rồi tài xế xe lu chào luôn nè các bạn ơi. Làm ngày này rất là khỏe luôn. Đây cái nghề này là gì nè, ngồi rất là khỏe luôn, cả ngoài nắng thôi chứ không có cực. Đi rồi chở đi luôn nè. Gạo đầy xe luôn à. Rồi giọt luôn rồi. Đây à. Chiếc kia chạy lại. Đây cái đường thủng giờ nó quá lở rồi mà mau lấy dán chặn ra nè. Cắt đây bớt rồi. Bơm vô cút ra luôn. Bớt lại đồ cát lắng lại.
tàn bể tại bể đê luôn các bạn ơi. Bể hình giật xuống hình mới rồi. Hồ này thì banh luôn quá. Có tiền quốc ở đây sợ gì. Banh luôn. Quá. Quá dữ rồi. Này bạn Mao chỉ đứng nhìn thôi à, không biết làm gì luôn, bể quá nhiều quá bự rồi. Trời giờ này quá chỉ mưa luôn, mày đang mịt mù hết rồi. Hộp đất nổi nữa. Quá to cái đường. Nước quá dữ rồi. Để đỡ lại. Trời giờ này đổ mưa luôn nha các bạn. Bên kia đổ mưa mà cũng đang cắt lúa luôn kìa. Ồ chứ không chín giờ hết. Tắt đàn tắt máy hết bệt đề không nổ luôn rồi nè. Quá mưa. Mà không này nổ rồi, các bạn ở đây quá nhiều. Không có cạnh. Sao rồi bác bài? Hả? Nghe khét nghẹt luôn mà. Quá nóng rồi. Hai bình lớn gì mà con. Đây anh sẽ châm nước rồi vô máy lại. Rồi xe cuốc đề không nổ rồi lu bu nữa. Rồi xe ben tới mà cũng không có gác để lên luôn. Không chạy đò gặp được. Đây bây giờ không nổ mấy em thợ lu bu nữa. Xe ben đang chạy cát luôn. Bây giờ cũng khá là lâu. Rồi đã nổ máy luôn rồi nè, hay quá. Rồi bắt đầu cạp lên xe nè. Nãy giờ quá lâu rồi, giờ dùng đông cát luôn.
Ông chơi bà đó mời. Ông chơi bà đó. Sắp hết cát rồi. Đây đã hết cát luôn nè các bạn, bơm nãy giờ nó xong luôn rồi nè. Để mình chạy một đoạn đường cho các bạn xem nha các bạn. Quá chừng trời này mày xem đó vừa là tiếng mình mũi mình. Đèn rộng nữa. Quá chừng cái rộng này nhiều. Hết phương chuột bự không nè. Rất không kịp luôn nha các bạn. Nước đang mưa luôn nè. Quá trời mưa. Cắt luôn, còn có chút xíu à. Đây chắc này gom cụ lại cũng khá là đông anh em bắt chuột nha các bạn. Đây mới mưa vừa xong rồi, mưa nhỏ. Gom vô cụ đó rồi. Chạy vô cụ dễ vậy nhảy ra. Chạy vô cụ quá ngon luôn. Thấy ham. Trời.
chạy kìa. Cù này quá dữ rồi. Đó chạy ngoài đó. Chạy qua tới gần rồi. Đó là máy rồi. Rồi, thấy em. Chạy ngoài kìa. Hai ba con luôn. Tao chạy trống kìa. Đâu chạy trong đó. Mưa lớn luôn à. Quá chừng à. Hai chiếc máy ca. Chúc đất ta. Đồ nhỏ chụp được hai con hả? Mấy con? Hay ha. Quá mưa lớn rồi. Mưa quá lớn nha các bạn. Rồi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Quá mưa lớn à. Mưa quá trời.